nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ trở thành tài sản của Nga. Đây là nội dung sắc lệnh mà Tổng thống Putin vừa ký và công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Theo sắc lệnh này, chính phủ Liên bang Nga đảm bảo tiếp nhận vào tài sản liên bang các cơ sở hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gọi tắt là ZNPP, và các tài sản khác cần thiết cho thực hiện các hoạt động của nhà máy. Chính phủ thành lập một doanh nghiệp đơn nhất của nhà nước liên bang Zaporizhzhia NPP để đảm bảo an toàn cho các cơ sở của nhà máy. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở tảng ngạn của sông Donetsk, gần thị trấn Energoda. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt. Kể từ tháng 3 năm nay, nhà máy điện hạt nhân này thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Theo phía Nga, quân đội Ukraine đã nhiều lần pháo kích vào nhà máy. Vào đầu tháng 9, một phái đoàn của IAEA, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, do Tổng Giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu đã đến nhà máy này. Theo kết quả chuyến thăm, phái đoàn của IAEA đã công bố một báo cáo trong đó xác nhận thực tế là nhà máy bị pháo kích. Cũng trong ngày 5 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã ký các luật hiến pháp liên bang về việc tiếp nhận các lãnh thổ mới vào Nga và thành lập các chủ thể mới của liên bang. Theo các luật này, các khu vực được sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Tổng thống Nga cũng ký các sắc lệnh công bố bổ nhiệm các nhà lãnh đạo tạm thời của các khu vực này cho đến khi người đứng đầu được bầu chọn nhậm chức. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga đã ký các thỏa thuận với người đứng đầu các lãnh thổ này về việc sáp nhập vào Liên bang Nga. Tiếp đó, Tòa án Hiến pháp Nga công nhận các thỏa thuận này phù hợp với luật cơ bản. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10, Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga đã phê chuẩn các thỏa thuận, cũng như thông qua các luật hiến pháp liên bang về sáp nhập 4 khu vực vào Nga. Trước đó, các cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson từ ngày 23 đến 27 tháng 9, với đa số phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga. Liên quan đến việc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh không công nhận việc sáp nhập Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson vào Nga. Tổng thống Zelensky cũng đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine về việc không thể tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Bình luận về việc này, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Peskov cho biết sẽ phải chờ sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Ukraine hiện tại hoặc người kế nhiệm ông. Theo ông Peskov, ngay từ đầu trước khi tiến hành chiến dịch quân sự, Nga vẫn ủng hộ việc đảm bảo đạt được các điều kiện mà Moscow đưa ra thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao, đàm phán. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev.